Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Nhâm Tý tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành Niên Mệnh tang đổ mộc, ngày Nhâm Tý tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm tang đổ mộc kỵ tuổi bính ngọ canh ngọ, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Nguyệt Đức tốt mọi việc, sao Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Lão Ban Sát kỵ về khởi công động thổ, sao Không Phòng kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng chính Nam, Tài Thần hướng chính Tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ gặp phải nhiều rối ren trong công việc ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Tý, vì những lý do khách quan mà với bạn dễ gây ra những sai lầm, bản mệnh với tinh thần rối bời, không thể tập trung làm việc cho chỉn chu, với những sai sót mắc phải là điều khó có thể tránh khỏi. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, bạn làm việc mà cứ để cho tâm hồn trêu ngược cành cây như vậy, bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả do mình gây ra, và điều này cũng khiến cho bản mệnh bị thụt lùi hơn so với đồng nghiệp và cả những đối thủ. Cái điều này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường thăng tiến của bản thân bạn nữa nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng. Cái điều này cũng khiến cho tâm tư tình cảm của bạn bị ảnh hưởng đáng kể, cũng gây bất lợi cho chuyện tình cảm. Cuộc sống của những cặp vợ chồng đã kết hôn lâu ngày có nhiều áp lực, tình cảm vì thế mà cũng nhạt phai dần. Và thời điểm này mà có kẻ thứ ba xuất hiện, e rằng sóng gió sẽ liên tiếp xảy ra. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, dễ gây ra những sai lầm vì tinh thần rối bời, không có được sự tập trung. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, đương đầu với nhiều vấn đề rối ren trong cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có thể phát triển chậm hơn so với đồng nghiệp và đối thủ. Tử vi tuổi Canh Tý
thuộc mệnh thổ tốn nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tình cảm gặp nhiều bất lợi vì tâm tư bất ổn. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 92, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Tý Sửu nhị hợp thủy cục. Cái điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho bạn tuổi Sửu có được những bước tiến thuận lợi trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu đang có được cát tinh nâng đỡ cho nên vận trình có được khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến, công việc triển khai được thuận lợi, với bạn càng được nhiều người giúp đỡ nữa. Và trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu, dù gặp phải những khó khăn thì với bạn cũng đều có thể thuận lợi giải quyết. Bạn mệnh biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình, nhờ thế mà giải quyết được không ít những vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này lại khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Với bạn tuổi Sửu gặp phải tình huống đồng sàng di mộc, vợ chồng chung giường nhưng lại khác lòng, không hiểu thấu và không muốn trò chuyện với nhau nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, vận trình được khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có những bước tiến thuận lợi trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, các chuyện tình cảm không được như ý muốn, vợ chồng xa cách. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dần đang có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là đối với những ai làm trong các lĩnh vực ngành nghề tự do, với bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như đã chăm chỉ và quyết tâm trong các công việc mà mình làm thêm nhé. Bạn mệnh tuổi Dần, bạn là người vui tính, thông minh và rất phóng khoáng với mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải ý thức được tất cả những tật xấu của mình là hay ba hoa, khoác lác. Bạn đừng có quá kiêu ngạo với điều đó, sẽ khiến cho bạn rất dễ mắc phải những sai lầm. Vì vậy, với bạn tuổi Dần, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay ho hơn từ mọi người nữa. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này cũng giúp cho bạn, với bạn là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay là nữ, bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc chung của cả hai vợ chồng, chứ không phải là riêng trách nhiệm của bên nào cả nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, nhận được phần thưởng xứng đáng nếu như bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, có được cơ hội phát tài từ những công việc làm thêm. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, biết chăm lo cho gia đình, không để trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, không nên ba hoa, khoác lác về bản thân, hãy khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, có trách nhiệm với người thân trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi
tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, trải qua một ngày phải vất vả, tất bật ngược xuôi để giải quyết công việc nhưng chưa chắc đã được mọi người công nhận công sức một cách xứng đáng. Với bạn tuổi Mão đã dốc sức cố gắng bao nhiêu vì người khác nhưng không được ghi nhận, còn bị gạt ra bên lề thành công. Và đây là bài học dành cho lòng tốt không đúng nơi đúng chỗ của bạn nữa. May mắn là trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có chính tài tương trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn đang có được nguồn thu nhập chính khá ổn định. Nhất là bạn nên tập trung vào công việc chính của mình thay vì giúp đỡ người khác. Vì vậy với bạn tuổi Mão, bạn cần phải nhìn vào thực tế cuộc sống và lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác trước cái đã nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cũng cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang rất hanh thông, thuận lợi, đào hoa rực rỡ. Và nếu như bạn cảm nhận được rằng tình cảm của hai đã chín mùi rồi, thì đây cũng là lúc bạn có thể đưa họa về ra mắt gia đình. Thậm chí nếu như đủ tự tin thì hãy bắt đầu đề cập tới chuyện cưới hỏi nữa cũng được rồi bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công sức mà bạn bỏ ra không được mọi người ghi nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, vất vả, tất bật ngược xuôi để giải quyết công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tài chính được ổn định nên tập trung vào công việc của mình. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có thể chịu tổn hại vì đặt lòng tốt không đúng chỗ. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm tiến triển được hanh thông, có thể tính tới chuyện cưới hỏi được nữa rồi. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay được hanh thông, rạng rỡ. Bạn đầu tư sinh lời, buôn bán có lãi, lại nhận được sự đãi ngộ đặc biệt từ những đối tác lâu năm khiến cho bạn vui vẻ và cảm thấy vô cùng là thỏa mãn nữa. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh có thể tranh thủ lúc cát khí đang nở rộ như thế này để mở rộng về quy mô kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào các lĩnh vực mới hay là ký kết những hợp đồng, triển khai dự án. Hiếm khi mọi thứ được hanh thông, suôn sẻ, được cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa như thế này. Cho nên với bạn tuổi Thìn đừng có bỏ lỡ cơ hội bày ra trước mắt mình nhé. Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này lại không được suôn sẻ cho lắm. Có thể là do thời gian này bạn đang quá bận rộn và không dành thời gian quan tâm, hồi han nửa kia khiến cho người ta giận dỗi. Và với bạn tuổi Thìn, hãy bớt chút thời gian của mình để chăm chút cho tình yêu của mình nữa. Đôi khi chỉ là một vài tin nhắn yêu thương cũng sẽ giúp cho bạn giải quyết được vấn đề rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, quan hệ với đối tác, hợp tác làm ăn được tốt đẹp, có nhiều đại ngộ đặc biệt. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tài lộc được hanh thông, đầu tư sinh lời. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, chớ nên bỏ lỡ cơ hội thuận lợi ở ngay trước mắt mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nên tranh thủ lúc cát khí lan tràn để mở rộng về quy mô kinh doanh, làm ăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, cần phải dành thêm thời gian quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo gặp họa tiểu nhân rình rập và có thể sẽ khiến cho bạn phải chịu nhiều oan khuất, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín cá nhân, cho dù trước đó bạn có được mọi người tin tưởng đến đâu đi chăng nữa. Và với bạn tuổi Tỵ, nguyên nhân này xảy ra có thể là vì bạn tin người thái quá, kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng điều đó để khiến cho những tin đồn thất thiệt bị tung đi khắp nơi, ảnh hưởng tới công việc, dự án mà bạn đang tham gia. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc, điều này cũng làm cho con đường tình duyên của bạn chẳng được như ý muốn khi mà tâm trạng của bạn không được tốt. Bản mệnh và người ấy có thể nảy sinh những mâu thuẫn vì nhiều vấn đề nhỏ nhặt không đáng nói nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, chịu nhiều điều oan khuất, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, hung thần kéo theo họa tiểu nhân rình rập. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, tâm trạng bất ổn khiến cho con đường tình duyên của bạn bấp bênh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, chớ nên tin người thái quá, kẻo lại bị tiểu nhân lợi dụng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đôi lứa có thể nảy sinh mâu thuẫn vì nhiều vấn đề nhỏ nhặt. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 81, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày làm việc không được mấy thuận lợi, luôn có sự trở ngại. Với bạn tuổi Ngọ, không chỉ gặp phải những công việc khó khăn mà bạn còn không nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ đồng nghiệp, cho nên luôn một mình bôn ba, vừa làm việc vừa phải tìm tòi nghiên cứu thêm, rất vất vả nhé. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn vẫn giữ thái độ hiếu thắng của mình, bản mệnh còn có thể gặp phải họa thị phi, bị người khác ganh ghét, kết bè kéo cánh để vùi dập. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, nên giữ thái độ khiêm tốn hơn, là lúc nào cũng để cho cái tôi cá nhân lên trên các mối quan hệ hợp tác bạn tuổi Ngọ nhé. Chẳng những vậy, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp vận xui phủ màu ảm đạm, cho nên vận trình tình cảm của bạn không được tốt cho lắm khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc gây ra. Người nhà với nhau mà có khoảng cách lớn, khó có thể dung hòa, mọi người đều có tâm tư riêng mà không ai chịu chia sẻ với người kia, khiến cho không khí gia đình rất ngột ngạt, tình cảm nhạt nhòa. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, bôn ba một mình, không nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, ngày làm việc không được mấy thuận lợi, luôn có sự trở ngại. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, trong quan hệ hợp tác không nên để cái tôi lên quá cao. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, chớ nên giữ thái độ hiếu thắng, kẻo lại gặp họa thị phi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, gia đạo bất ổn, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lớn. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 81, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một ngày rất dễ nổi nóng, mất đi sự kiên nhẫn khi bạn đang phải đối diện với cục diện ngũ hành Tý Mùi Tư Hại gây ra. Chính vì thế mà với bạn mệnh tuổi Mùi rất dễ xảy ra xung đột chỉ vì những chuyện quá đỗi bình thường, và bạn đang rất mất đi sự kiểm soát mà không hề nhận ra nguyên nhân nằm ở phía mình nữa.
Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải biết cách kiểm soát về cảm xúc của mình. Ai cũng có những lúc để cho cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng khi ở nơi làm việc, chúng ta cần phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình và không mang tình cảm cá nhân vào công việc, tránh những sai lầm không đáng có xảy ra. Ngày này với bạn tuổi Mùi, với bạn cũng đang có điểm báo, còn vấp phải những mâu thuẫn trong tình cảm, bướng bỉnh và không chịu nhận thua, bản mệnh khăng khăng làm theo ý của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương ra làm sao nữa nhé. Vài câu quý cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim xảy ra xung đột vì những chuyện quá đỗi bình thường với người khác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có xu hướng dễ nổi nóng, mất đi sự kiên nhẫn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa cần phải thể hiện tính chuyên nghiệp của mình trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ mất kiểm soát mà không hề nhận ra nguyên nhân nằm ở phía mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc làm gì cũng nên quan tâm tới cảm nhận của nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 53, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay hứa hẹn sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với bạn. Bạn mệnh tuổi Thân làm gì cũng được thuận lợi, rắc rối nào rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết nhanh chóng và đạt được những bước tiến mới đầy hứa hẹn nữa. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân, bạn đang còn được các thần che chở để giúp cho con đường tài lộc của bạn được hanh thông, rộng mở, các việc kinh doanh buôn bán của bạn đang trên đà được thuận lợi. Và nhân dịp này, với bạn mệnh tuổi Thân có thể tăng thêm nguồn vốn, mở rộng về quy mô đầu tư, tiến tới những mục tiêu về lâu dài, có thể sẽ thu về không ít lợi nhuận về cho mình nhé. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân, vận trình tình cảm của bạn cũng duy trì ở mức hài hòa. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm với nhau, nhưng trên hết cả hai vẫn luôn ý thức vun vén hạnh phúc gia đình, cho nên không cần phải lo lắng thái quá. Gặp vấn đề gì thì hãy thẳng thắn chia sẻ với nhau, mọi vấn đề đều có cách giải quyết cả bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy rắc rối nào rồi cũng sẽ tìm được cách giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa vận trình hứa hẹn có nhiều điều tốt đẹp suôn sẻ như ý muốn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ có thể tăng thêm nguồn vốn, mở rộng về quy mô đầu tư kinh doanh, thu về lợi nhuận cho mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc con đường tài lộc kinh doanh buôn bán đang trên đà thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim vận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất có thể sẽ phải đương đầu với những vấn đề bất ngờ phát sinh mà bạn không thể nào lường trước được. Và thực ra mọi thứ đều đã có tín hiệu từ trước đó, chỉ là do bạn quá chủ quan cho nên không để ý mà thôi. Đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ thì làm cho bạn trở tay không kịp nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu, về phương diện tài lộc của bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo bị tổn hao về tài lộc. Thời gian qua, bạn đã chi tiêu có phần không theo kế hoạch, lại dễ bị thói quen mua sắm vô tội vô vạ cán rõ, cho nên tiền trong túi cứ vơi dần đi trông thấy. Bạn mệnh tuổi Dậu nên sớm xây dựng kế hoạch về quản lý tài chính sao cho phù hợp để giữ được nguồn tiền ổn định cho mình nhé.
Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn Tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn cũng chẳng được mấy suôn sẻ. Với những lần giận hờn, cãi vã giữa hai người chẳng được giải quyết một cách dứt điểm, cho nên mâu thuẫn vẫn đang còn tồn đọng, cái mới chồng lên cái cũ, khoảng cách giữa hai trái tim cứ lớn dần lên và tình cảm có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào nữa. Về câu quý cho bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, quá chủ quan cho nên không nhận ra được những dấu hiệu sai sót. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, có thể sẽ phải đương đầu với những vấn đề bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, nên sớm xây dựng kế hoạch quản lý về tài chính sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, tài lộc dễ bị hao tổn do chi tiêu không theo kế hoạch. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, mâu thuẫn không được giải quyết triệt để, khiến cho tình cảm bị rạn nứt. Về đánh giá của bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 62, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn, tuổi tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay, bạn có thể giải quyết được những khó khăn trong công việc một cách dễ dàng. Với bạn mệnh tuổi Tuất, tìm thấy được cơ hội để tháo gỡ những vấn đề mà bạn đang gặp phải một cách nhanh chóng và gọn gàng. Mọi chuyện tựa như là có quý nhân giúp đỡ nữa. Và chặng đường sắp tới với bạn tuổi Tuất á, chắc chắn sẽ không thể thiếu những vấn đề khó khăn phát sinh, rắc rối bủa vây. Nhưng với bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi đó chính là thời cơ để cho bạn chứng tỏa khả năng của mình. Với những năng lực tiềm ẩn của bản thân, bạn hoàn toàn có thể vượt qua được cơn khốn khó và đạt được những thành tích đáng nể nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này cũng không được như ý muốn, do bạn đang gặp ngày có thủy thổ tương xung, các chuyện tình cảm giữa các cặp đôi vẫn đang còn tình trạng có nhiều mâu thuẫn, cãi vã xảy ra. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, nên tranh thủ thời gian để làm đẹp, làm mới bản thân mình, chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Đừng có suốt ngày than ngắn thở dài, nhăn nhó vì áp lực công việc, khiến cho bản thân của bạn không có thời gian cho việc hẹn hò bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tìm thấy được cơ hội để tháo gỡ những vấn đề nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, giải quyết những khó khăn trong công việc một cách dễ dàng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, có thể vượt qua được những khó khăn nhờ năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, khó khăn là lúc thích hợp để cho bạn chứng toàn năng lực của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, giữa các cặp đôi đang còn tình trạng mâu thuẫn và cãi vã. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 82, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 29 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày, túi tiền của mình đang có nhiều cơ hội mở rộng, đón nhận nhiều vận may khi mà bạn đang gặp được ngày có thực thần mang tới. Và các thần này chiếu mệnh sẽ tạo điều kiện cho bản mệnh làm ăn, buôn bán được thuận lợi, phát tài phát lộc, tiền bạc về đầy tay nữa nhé. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn đang có kế hoạch để đẩy mạnh việc hợp tác hay là mở rộng phạm vi kinh doanh, thì bạn có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày hôm nay để lấy vận may khi có được sự khởi đầu thuận lợi. Với những tín hiệu tốt đẹp trong ngày hôm nay cho thấy, bản mệnh sẽ có được những bước khởi đầu rất thuận lợi, tiếp tục hướng tới những điều tốt đẹp hơn ở phía trước nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày này với bạn tuổi Hợi, sức khỏe của bạn lại đang có dấu hiệu xuống dốc. Bạn mệnh sẽ cảm thấy nhức xương, đau nhức về chân tay, mỏi cơ, toàn thân đau nhức. Nguyên nhân cũng chỉ là do ảnh hưởng bởi thủy khí vượng. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt, bạn mệnh tuổi Hợi cũng nên tiến hành vận động những bài tập nhẹ nhàng như là yoga, dưỡng sinh hay là ngồi thiền nữa bạn tuổi Hợi nhé.
Vài câu quiz cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, được các tinh chia chở, có được cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay, bạn đừng bỏ lỡ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, tài khí vượng phát, buôn bán, buôn may bán đắt, thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có những bước khởi đầu thuận lợi, đáng hứa hẹn cho tương lai của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có thể tiến hành các kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay là mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên nghỉ ngơi và thư giãn gân cốt. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 58, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.